khán giả, quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ do Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC phối hợp với Công ty Sổ Số Điện Toán Việt Nam Vietlott thực hiện. Và chương trình lần này sẽ đến với trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Cơ Ba Cơ Lơn, được thành lập năm 2008. Trường thuộc xã Con Thập, cách trung tâm huyện Mang Giang 28 km và cách trung tâm hành chính Gia Lai 51 km. Và phần học bổng lần này sẽ được trao đến một bạn học sinh đang học lớp 11A2 tại trường. Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Cơ Ba Cơ Lơn là một trường 2 cấp, cấp 2 và cấp 3. Đối với cấp 2 thì chúng tôi có 10 lớp và cấp 3 là 7 lớp và tổng là 17 lớp. Với 688 học sinh, trong đó thì có 355 là học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, nó chiếm trên 52%. Thì chúng ta biết rằng là đồng bào dân tộc thiểu số mà học tiếng Việt thì giống như người Kinh học ngoại ngữ. Đó. Và chúng ta biết rằng là sử dụng ngoại ngữ để học tiếp cận văn hóa thì đó là một vấn đề rất là khó khăn. Cho nên là vấn đề tiếp thu kiến thức của học sinh đồng bào dân tộc thiểu số là hơi chậm chạp. Đấy cũng là thiệt thòi cho các em rất là lớn. Đấy là một cái hạn chế. Tuy nhiên thì nhà trường cũng sử dụng tất cả các cái giải pháp cố gắng làm sao để nâng cao được cái chất lượng đại trà. Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Cơ Ba Cơ Lơn, kể từ khi được thành lập đến nay thì trường đã có nhiều thành tựu trong công tác giáo dục. Và đặc biệt là trong 4 năm trở lại đây, trường có 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Và năm 2021 thì trường có một học sinh tốt nghiệp thủ khoa của tỉnh. Để đạt được những thành tựu đó thì cán bộ giáo viên của trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như là gia đình các em học sinh. Ở đây là chúng tôi có 13 dân tộc đến sinh sống và nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp thì nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề chăm lo giáo dục cho con em của người dân. Cụ thể như là bây giờ là với cái việc chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, giá cả thì bấp bênh và người dân chủ yếu là lo kiếm sống sinh nhai hàng ngày, nên cái việc mà để quan tâm đầu tư và chăm sóc cho con cái việc học hành nó đang còn có mức hạn chế. Thứ hai nữa là về cái trình độ dân trí không đồng đều, người địa phương ở tại chỗ ở đây chiếm đa số. Thành ra là cái việc mà để ý thức được và quan tâm cho con em mình đạt được cái kiến thức cơ bản là đang còn ở mức trung bình và trung bình thấp. Vì vậy là trong thời gian tới thì để mà có được cái giải pháp đối với nâng cao chất lượng giáo dục, ngoài việc giảng dạy chất lượng của đội ngũ giáo viên, sự nỗ lực của các em thì phải cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa của các bậc cha mẹ phụ huynh. Thì như thế các em mới có một kiến thức vững chãi và cái nền giáo dục nó của xã sẽ một ngày một đi lên được. Lớp 11A2 là lớp có chất lượng giáo dục đứng đầu toàn khối. Các phương pháp mới được đưa vào hoạt động dạy và học đã tạo hứng thú và khơi dậy tinh thần ganh đua trong học tập của các em học sinh. Phạm Hồng Phúc là gương mặt học sinh tiêu biểu ở lớp. Mặc dù gia đình hộ nghèo, mẹ em mắc bệnh ung thư, bố đi làm thuê, nhà lại xa trường, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh, Hồng Phúc 11 năm liền đều đạt học sinh giỏi. Em được thầy cô, bạn bè nhận xét là thông minh, chăm chỉ, hòa đồng, là tấm gương hiếu học của lớp 11A2 nói riêng và trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Cơ Ba Cơ Lơn nói chung. Chất lượng của lớp 11A2 đối với các khối lớp trong toàn trường rất là cao. Có nghĩa là học sinh học lực trung bình thì 11 em và khá là 21 em và học sinh giỏi là 4 em và học sinh có hạnh kiểm khá trở lên là 100%. Thì so với trong toàn trường thì lớp 11A2 là học sinh rất là ngoan, hiền lễ phép và đặc biệt là em Phạm Hồng Phúc là học sinh giỏi nhất lớp và điểm số của em là trung bình chung các môn là 8.7 và em đứng là đầu của lớp. Em Phạm Hồng Phúc là con của gia đình hộ nghèo, nhà ở xa. Thứ hai nữa là em Phạm Hồng Phúc thì trong cái tư chất của em là đã thông minh từ nhỏ. Cho nên là thầy cô giáo ở trường cấp 2 ở trong Con Chiên cũng rất là khen. Cho nên là tôi được tiếp nhận cái em Phạm Hồng Phúc thì làm công tác giáo viên chủ nhiệm. Nhưng mà em làm Phạm Hồng Phúc là làm lớp phó học tập, cho nên là mọi cái việc là đi đứng giờ giấc hay là nhắc nhở cái các bạn học sinh để làm bài tập ở nhà rồi đi đến lớp học bài thuộc bài hay không là em Phạm Hồng Phúc quán xuyến hết, cho nên là tôi rất là khỏe trong cái công tác giáo viên chủ nhiệm.
tất cả trong các bạn trong lớp cũng như các bạn ngoài lớp mà chơi với bạn Phúc thì đều xem bạn Phúc là giống như là một cái tấm gương học tập. Như Hậu đang đứng tại xã Con Chiên, cách trường trung học cơ sở trung học phổ thông Cơ Ba Cơ Lơn khoảng 15 km. Và đây cũng là con đường mà Hồng Phúc phải đi học mỗi ngày trong suốt 2 năm qua. Con đường không những dài mà còn rất khó đi, đặc biệt vào những mùa mưa, bởi vì đường ở đây toàn là sỏi đá. Tuy nhiên thì mới vừa đây chính quyền địa phương đã đầu tư và xây dựng lại đường nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là Hồng Phúc đã nỗ lực và quyết tâm học tập như thế nào. Bởi vì em hiểu rằng là học tập chính là con đường để em khẳng định bản thân và chia sẻ những khó khăn đối với gia đình của mình. Trong ngôi nhà vách gỗ này, thứ có giá trị nhất có lẽ là những tờ giấy khen, là tinh thần quyết tâm học tập của anh em Phúc. Hàng ngày, hai anh em luôn tự giác bảo ban nhau học bài, vì Phúc biết chỉ có học mới là con đường đưa em đến đích dễ dàng nhất, thoát khỏi cảnh nghèo khổ như bố mẹ hiện tại. Con đường phía trước của Phúc còn dài và lắm chông gai, bởi trên vai em còn mang gánh nặng phải lo cho em trai, cho mẹ đang bệnh nặng. Em bị ung thư và điều trị hóa chất và xạ trị được 2 năm rồi và bây giờ đang điều trị uống thuốc nội tiết. Nói chung là chị ở nhà chăn nuôi được con gà, con ngan. Còn những cái công việc nặng khác là không có làm được. Dạ. Sức khỏe thì tác dụng phụ của thuốc là có khi một tuần, có khi mệt đến 1-2 buổi. Nhưng mà bữa nào nó cũng tùy theo thời tiết nữa thì được chục ngày. Dạ. Bố cháu thì đi làm thuê, thì không đi làm xa được. Chỉ có làm gần gần nhà, lúc nào mẹ mệt thì lại phải ở nhà cơm cháo cho anh em đi học. Dù hoàn cảnh gia đình có như thế nào thì cháu vẫn phải đi học. Đấy. Thì mẹ nói là con đi học đấy là một cái nguồn động viên cho mẹ để mẹ lấy tinh thần để mà chống chọi lại với bệnh tật. Con cái được học hành thì chưa biết là sau này ra các cháu cái công việc của các cháu nó như thế nào, nhưng mà cháu được đi học thì cháu sẽ có nhiều kiến thức. Hàng ngày sau giờ học, Phúc lại đi làm thuê cùng bố. Ngoài thời điểm bận rộn ôn thi thì em cũng được coi là lao động kiếm ra tiền trong nhà, vì một ngày đi làm thêm của em được trả 100-200 nghìn, bằng 1/2 thu nhập một ngày công của bố. Hôm nay hai bố con ra rẫy làm cỏ khu đất rộng khoảng 2 hecta này. Thường thường hai bố con làm khoảng 5-7 ngày sẽ hoàn thành và được trả 2 triệu đồng. Tuy nhiên công việc này bữa có bữa không nên bố của Phúc còn làm thêm nhiều nghề khác. Phúc thì ngoài phụ giúp bố, em còn đi chăn bò thuê. Nói chung là làm cỏ hàng ngày thì nó cũng tùy từng đợt, từng thời gian một. Đợt nào người ta có cỏ thì mình làm cỏ, hoặc là làm hết thời gian này thì có thể làm chuối cho Hoàng Anh, rồi là kiêm cả nghề phụ hồ bốc vác nữa. Nhưng mà bữa nay thì nó sức khỏe nó yếu rồi, chắc cũng chỉ đi xách hồ được thôi. Rồi làm chuối, làm vườn cho công ty chăn nuôi Hoàng Anh đây. Bình thường mà mẹ cháu nó bình thường như lúc này thì là mình đi lao động với tâm lý nó thoải mái. Tất nhiên là đi làm thuê làm mướn cho người ta thôi, mới tâm lý nó thoải mái thì mình nó nhẹ nhàng cái tư tưởng. Mà khi mà mẹ cháu nó đau yếu thì nó nhiều cái điều phải suy nghĩ lắm. Cho nên là cũng có lúc mà cũng thấy nó chán nản. Mà thôi thì cố gắng vì con vì cái. Như gia đình tôi là nhất định là tạo điều kiện cho cháu đi học. Vì đời bố mẹ nó vất vả quá rồi, nên bây giờ là cố gắng cho cháu ăn học cho nó đỡ thua thiệt. Thứ nhất là so với bố mẹ nó đỡ vất vả, mà so với bạn bè thì nó cũng chưa biết là hơn được như thế nào, nhưng mà rồi nó cũng đỡ tủi thân cho cháu. Em cảm thấy em đi học thì đạt được nhiều thành tích tốt thì nó giống như để an ủi phần nào về hoàn cảnh gia đình ạ. Em muốn trở thành một sĩ quan quân đội công tác tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ạ. Theo em thì nếu muốn vào được trường Học viện Kỹ thuật Quân sự thì nhất thì chúng ta cần phải có sức khỏe,
Thứ hai là có kiến thức tốt về các môn như là toán, lý, hóa hoặc là sinh nữa. Chào thầy cô giáo và tất cả các bạn học sinh lớp 11A ngày hôm nay. Và chị xin tự giới thiệu, chị là Như Hậu Anh Hải, đại diện cho nhà tài trợ công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott, thầy Nguyễn Văn Long, phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai và thầy hiệu trưởng của trường chúng ta. Và chúng ta có thể cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón với thầy cô đến lớp chúng ta ngày hôm nay, được không? Kính thưa thầy cùng tất cả các bạn học sinh, anh là Anh Hải, đại diện cho công ty sổ số điện toán Việt Nam. Thì hôm nay anh cũng được vinh dự là được tới đây trao học bổng cho bạn Phúc ở lớp của chúng ta. Thì lớp chúng ta là nay là lớp 11 rồi đúng không? Lớp 11 là chuẩn bị là sang cuối cấp rồi. Thì cái việc học đối với chúng ta là rất là quan trọng. Chúc các em trong cái năm gần cuối cấp này là thật nhiều sức khỏe, cố gắng hết sức. Cái năm nay đó rất là quan trọng, là nền tảng để cho các em bước ra đời và có được những nền tảng để sau này chúng ta có thể phát triển ở trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn những lời chia sẻ của anh Hải. Và xin mời bạn Phạm Hồng Phúc có thể là lên đây để có thể nhận suất học bổng của chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời bạn. Thưa thầy, thưa chị và thưa tất cả các bạn, thì em cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được suất học bổng này. Em cảm ơn ban tổ chức và tất cả các thầy cô đã luôn tin tưởng em. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để đạt được ước mơ của mình ạ. Em xin cảm ơn. Chị chúc rằng là những dự định trong tương lai của em sẽ thành công và thật sự nỗ lực cố gắng học tập để là một tấm gương sáng cho cả lớp chúng ta noi theo nha. Chào quý thầy cô, các anh chị và các em. Trước hết, cho phép thầy Long chúc mừng bạn Phúc của lớp chúng ta. Và qua đây cũng mong rằng bạn Phúc sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái quá trình học tập của mình. Và cũng mong rằng các em cũng sẽ phấn đấu như bạn Phúc và nhiều hơn nữa trong cái thời gian tới để chúng ta có cái thành quả học tập tốt hơn. Đó là cái thầy mong mỏi nhất. Cái việc mà quan tâm đến học tập của các em, không chỉ của tất cả các hệ thống chính trị, mà cần cái sự quan tâm, sự hỗ trợ, sự chia sẻ từ xã hội, từ cộng đồng, từ tất cả mọi người. Và thầy mong rằng là cái quá trình này sẽ được đồng hành cùng với ngành giáo dục để ngành giáo dục có thể phát triển, phát huy hơn nữa và có thể giáo dục, đào tạo những con người có ích cho xã hội nhiều hơn nữa. Xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa thầy Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thưa nhà tài trợ và ekip làm chương trình, đại diện cho Hội đồng Sư phạm nhà trường thì rất chân thành cảm ơn ban giám đốc đã quan tâm đến học sinh vùng khó. Chân thành cảm ơn nhà tài trợ và ekip làm truyền hình cũng đã quan tâm đến học sinh vùng khó để mang đến cho học sinh của nhà trường một phần quà cực kỳ giá trị. Còn đối với các em thì thầy chỉ có một mong muốn như sau. Các em nhớ một câu này: khoa học là vô tận, là chiếc thang không nấc, nên các em đừng bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có về kiến thức. Các em phải học, học nhiều hơn nữa. Cổng trường cao đẳng và trường đại học đang chào đón các em. Xin trân trọng cảm ơn. Trước khi kết thúc chương trình thì chị xin mời tất cả các em học sinh của lớp chúng ta lên để cho một